này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Em hãy đi đi. Xin vĩnh biệt cô. Nãy chị có dặn em là không được dùng magic đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi á, chị bảo em này, nhiều khi cuộc sống này nó khó khăn với mình quá thì mình cũng phải thực hiện một số thứ. Mọi người ơi, mọi người biết tin gì chưa? Mọi người có thấy ca mui lạ không? Tại vì ngày hôm nay ca mui và LCMI bị biến thành con bò. Trời ơi, và bọn mình hôm nay sẽ làm thử thách 24 giờ trở thành con bò nhé mọi người. Đó, để xin mời em thử em thử bò theo tiếng con bò thử xem được có được không? Khoan, nếu mà là con bò nó sẽ là đúng rồi chị, đúng rồi nha. Ủa mà khoan, chị sao tụi mình thì biết là con bò để đi vượt mát, nhưng mà thật sự mình không biết con khác. Ai biết đâu, tại vì đây là em nhìn thấy là giống chữ này không, đây là trang trại bò. Mà trang trại bò thì như thế nào thì chúng ta phải là con bò chứ, làm sao mà chúng ta phải có theo được con bò đâu. À ủa thì sao em không muốn, nếu mà em không muốn trở thành bò thì em phải vượt qua cái mắt này rồi em mới trở về thành người chứ đúng không? Chứ còn nếu mà cứ ở đây ùm bọ. Khoan, ê xin thấy gì không? Hả? Em thấy gì ở trong đây không? Ùm bò là sao? Hả? Bò là sao? Ý ông là sao? Ây! Xem ơi, em làm gì vậy? Đâu? Xem ơi! Dạ! Con mùi sẽ là người quay trở lại. Con mùi.
Xin lỗi, em không thấy gì. Em không thấy gì. Tôi biết mà mọi người. Phong. Cái gì vậy? Bình tĩnh, đừng đập đầu vào tường như thế. Đây, có đồ ăn nè. Em nói có chị nào rồi. Đây, có rồi. Em đừng có đập đầu vào tường như thế. Ok. Có bánh mì ăn rồi. Trời ơi, bò không ăn nữa. Người ta là ăn bánh mì nha. Người ta là bò, người ta ăn lúa, người ta ăn cỏ thì mình ăn bánh mì. Ha, tí lại vô lý nha. Bò lại tính ra là bò ăn lúa là đúng rồi á. Gì không ăn được lúa chết thật sự luôn á trời. Không sao, đây chúng ta có lúa ăn rồi. Có lúa ăn rồi, bây giờ tôi đang thấy một cục bò đang bánh mì. Thì chị cũng ăn bánh mì chứ biết sao rồi. Mình lấy bàn chế tạo chứ. Lấy bạn lấy lại bàn chế tạo. Hình như cái này là mê cung đúng không? Nhưng mà mình là bò đúng không? Mình ăn được lúa mà. Cung này thì nó khá là nhiều lúa này, mình chỉ cần lấy một số lượng thích hợp là được rồi, không cần lấy nhiều quá đâu. Cũng được mà, thì thật ra chứ em tính gặp hết cái đống này hả? Tổng ra này nhưng mà chưa có chìa khóa, tìm chìa khóa, ăn lúa tìm chìa khóa đi xem. Đó, em đang ăn thì em đang tìm chìa khóa luôn á. Trời ơi, tiện lợi quá vậy, xin thật sự, ok, nhưng mà không có, ở đây cũng không có. Thế mà bây giờ chị em mình đi solo xem là ai là người tìm được cần gạt trước không? Ok, được không chị? Ok. Tức là theo các bạn thử dự đoán xem Kamui hay là Simi sẽ là người tìm được cái cần gạt trước nha mọi người. Đó, các bạn có thể comment ở phía dưới bình luận. Đó. Trời ơi, sao không thấy ta? Ủa, chị tìm hết ở đây đó. Ủa, làm gì có nhở? Mẹ, có một chỗ nào mình không thấy ta? Oh my god, mọi người có thấy cá Kamui vừa thấy không? What? Sim ơi! No way! Chị thấy cần gạt trước Sim nè! Trời ơi! Mặc dù tôi biến thành bò nhưng trí óc của tôi vẫn là con người, mà tôi vẫn là người thông minh! Vậy chắc là óc em là... Không, em cũng vẫn vậy, giống chị chứ em, mình giống nhau, giống nhau. Trời ơi, nói vậy mất con điểm ra nhớ đâu Sim được nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng qua màn tiếp theo thôi. Màn tiếp theo sẽ là cái gì đây ta? Bình tĩnh, chị em mình bình tĩnh. Mặc dù chúng ta là bò. Trời, xong rồi, các bạn thấy cái gì ở đầu này không? Đây chính là TNT. Trời ơi. Tức là điều đấy chứng tỏ là chúng ta chỉ có một cơ hội để chạy qua thôi ấy xin. Tôi đang thấy một con bò ăn bánh mì. Em ok, chị hãy nhìn đến đây. Em sẽ đi vô góc. Em hãy đi. Ok, em hãy đi. Cố lên. Xin vĩnh biệt cô. Lên. Không phải từng lần cú lúc đi. Khoan, em có thể nha. Đợi. Em làm đồ lần cuối này. Ê, nhảy cẩn thận nha, nhảy cẩn thận, chờ được cái gì đấy nha. Nhớ chờ được cái gì nữa. Chuyện gì nữa, ok, chứ phải em sẽ cố. Cố lên. Okay. Phải tính. Ôi, làm được mà. Rồi xong rồi. Con bò này rất lạ. Chị bảo mới xem là gì? Em phải chờ đường cho chị mà em thấy gì không? Em có thấy cái gì ở đây không? Em đâu có chờ đường cho chị đâu. Không sao, em vẫn chờ. Rồi làm sao mà nhảy được không? Cái này là không thể nhảy luôn đó. Xin từ để chị thử nhảy nha. Em vừa nhảy lên. Mặc dù em tôi không qua được, nhưng em tôi biết cách để đi qua nha. Xịn nha, ok, cảm ơn. Có thể không có đâu. Chị ốc vẫn của người đó. Thắp được đúng rồi. Nhưng mà cái này đau quá Sim ơi. Đau quá Sim ơi, em đi trước đi em. Em đi trước đi. Ôi, cái này đau lắm luôn nha, cẩn thận. Cẩn thận. Ây da. Xong cười đấy. Đấy, cái đấy người ta gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười này. Biết chưa? Đấy, cái đấy là cái tội. Ủa, em vẫn chưa đi hả? Ây da, đau. Cái chị nghĩ là chị sẽ nhảy sang góc bên này. Đó, nhảy sang góc bên này an toàn luôn này. Và sau đó thì chị... Thôi, cái đó bị xẹp ngang không mọi người? Cẩn thận, biến thành bị cắt nha. Đây, nhảy sang đây là an toàn này. Đó, thấy không? Thấy lại điêu nghệ chưa? Bây giờ là bò chuyên nghiệp nha. Ok. Cái này à? Cẩn thận. Cái này là cục tay. Nhảy luôn. Xin chị nhảy trước mặt em. Tại vì lúc nãy nếu mà chị không nhảy thì chị sẽ thành gỏi bò mất. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là làm sao để nhảy sang kia lại. Ok, không sao. Từ bình tĩnh, chị nhảy trước nha.
Khoan khoan, nó có gió nhưng mà bình tĩnh bình tĩnh. Chị thấy cái cần gạt kìa. Bây giờ mình nhảy khó khăn lắm mình mới đến được đây. Mình không thể nào mà để mình rớt được. Nên là chị, em thấy cái cần gạt thì đằng dưới này không? Gạt một cái, từ từ gạt được chưa? Ủa? Ủa em với chị gạt cùng lúc sao vậy? Ok, gạt một cái này đó. Xong rồi chúng ta... Ê, đừng đẩy xem ơi. Bình tĩnh, thứ tự lắm luôn. Bình tĩnh xem ơi. Ok. Rồi đến đây, chúng ta sẽ lại lấy cái thấy cái cần gạt này và chúng ta sẽ gạt một lần nữa. Đó, một con bò đang ăn bánh mì thật là tuyệt vời làm sao. Rồi chúng ta đi tiếp. Nhảy cẩn thận nha. Rồi ok, bên này có một cái cần gạt nữa nè. Đó. Thế là cái quạt này đã bị tắt rồi. Và bây giờ thì chúng ta chỉ việc nhảy thôi. Xuống đây nha. Chị nhảy được lần hai chứ chị chưa nhảy được lần nào á. Ok, mà vậy bây giờ em cũng chích bon trong rồi chứ không sao chị. Không, mẹ chị có em chích bon chị đã được chết đâu. Ây à, gọi bò, tôi sắp thành gọi bò đến nơi rồi, Ủa sao Sim lại bị rơi vậy? Nhau, em nhảy cho vui chị, bởi vì biết chích bon rồi mà. Em thì vui rồi, còn chị thì chưa có vui. Ok, tôi phải nhảy thật nhanh. Rồi ok nè, đó, ok, bây giờ tôi sẽ nhảy xong bên này. Rồi, ok. Hey. Much later. Trời ơi, dùng magic, ai đi dùng magic. À, nãy chị có dặn em là không được dùng magic đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi á, chị bảo với em này, nhiều khi cuộc sống này nó khó khăn với mình quá, thì mình cũng phải thực hiện một số... Rồi tiếp theo là cái gì đây? Nữa hả? Ok. Làm sao? Khoan. Ê Sim ơi, hình như có gì đó. Thì nó hơi sạn lạ nha. Từ từ em bước vào đi. Hình như là chị có thể đi được thế này đúng không? Phải theo lượt. Theo lượt tức là ví dụ chị bấm một cái. Rồi. Tức là bấm một không, bấm một cái là chị phải đi luôn, đúng không? Em bấm một phải cái là... Ủa em làm gì vậy? Em nhảy chi vậy? Sao em nhảy? Em tưởng nó hiện lên. Không, em phải đứng đây mà nè, em đứng đây. Đó, nó như này. Phải thật là nhanh, tắt lại. Mình phải thật là nhanh thì mình mới đi qua được nha. Từ từ bình tĩnh nè, đó. Đúng rồi. Cái này đúng không phải chịu được nha, cái này là có thời gian. Cố lên. Qua được nè. Hình như là ê, cái chỗ đấy em nhảy tiếp được mà đúng không? Nhảy tiếp đi. Đó. Bấm đi. Nhảy đi. Có chỗ nhảy kìa. Có cái dương nhà má ơi. Em phải có cái dương để phải đi qua cái dương. Lúc nào cũng thế, bao giờ ưu tiên được nhất cho má giải mã thấy dương là đi qua dương. Hiểu chưa? Có cái lúc trời ơi chết rồi, tức là mình phải chạy thẳng như đó. Oh my god. Thật ra bây giờ chị bảo em nhảy đến kia này, em nhảy đến cái vị trí mà về như cũ, về chỗ đấy đi. Được chưa? Bây giờ bao giờ mà nó hiện lên cái block cái là em định nhảy thẳng ra chỗ đằng kia luôn, ok không? Ok. Rồi ok nha. Không muốn việc bấm nút mà chị cũng rớt là sao chị? Cuộc sống này nó khó khăn quá, em thông cảm nha. Ok, 3 2 1 đi nè. Chuẩn bị lại đi. Nhanh. Dừng ở đấy. Rồi dừng ở đấy. Rồi ok. Rồi. Như sao mà đúng không? Chưa. Hình như nó xuất hiện lại. Nó sẽ xuất hiện lại nha. Rồi tiếp nè. Chuẩn bị lại xem. Rồi chuẩn bị. Đi luôn. Đó. Ai khoan. Nếu chị không nhầm thì cái gối gỗ đấy chưa bao giờ là bình thường cả. Em có cần gạt rồi mà đúng không? Từ để chị bấm lại nút thử xem là mấy cái block bên phải này nó có xuất hiện lại không đã. Rồi không xuất hiện luôn. Bây giờ em phải bấm đặt cái nút vào cái, nếu chị không nhầm vào cái khối gỗ đấy, chị theo chị nghĩ là thế. Em đặt cái nút đấy vào khối gỗ đi. Thử coi. Ok. Rồi, sang nữa đặt thử coi. Tức là nó sinh ra đấy. Và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của em đó chính là parkour tiếp đi. Ok, cố lên. Rồi ok, đây là để chị nha. Ok, em bấm nha. Rồi, em bấm đi. Ok, 1, 2, 3, kim. Yes, sir. Chắc chắn là như vậy rồi. Ok, chuẩn bị tiếp nè. Xuất hiện chưa? Xuất hiện chưa Sim? Sao nó không hiện? Em đi ra, đi vào đi coi. Ok, 2, 3.
Sim ơi. Sim ơi. What? Ủa cái là ai ấy? Sim ơi. Ủa? Sim. Chị không thể làm mà đứng yên một chỗ trên một cái block như này được Sim. Chị đừng có biết đâu. Ủa cái gì vậy? Rồi em dám sao mà nút nó hỏng luôn vậy chứ. Em là bò thì kỳ cục. Em là bò thì kỳ cục vậy. Là Sim. Các bạn ơi, chết rồi, mình mập quá. Nó lỗi mắt cũng vậy. Tức là chị sẽ... Không sao chị. Rồi, làm đi Sim. Ok. Yo. Yes, tôi làm được. Rồi, ok, bây giờ lần nữa này. Yo. Được rồi. Chị sợ nha, Sim. Chị sợ. Rồi, lại lần nữa. Yo. Yes, sao? Lần này tôi qua rồi nha mọi người. Bây giờ đến lượt tôi này. Bây giờ cái này được mở sẵn rồi này. Bây giờ tôi sẽ nhảy sang đây. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ nhảy. Đó, làm được mà, tôi làm được. Đây, tôi chạy được chỗ này. Yes! A few moments later. Ok, tôi sẽ làm lại. Tôi làm được mà. Thấy không? Thêm thấy không? Chị làm được. Rồi, tiếp theo sẽ là... Hey, cha! Có lẽ... Yeah! Tôi sẽ làm được. Yes! Ok. Yes! Tôi làm được rồi, bạn ơi, tôi thành công. Đến bước cuối này mà được gọi là nếu mà còn rớt nữa là gục ngã thì gục ngã trước cổng thiên đường luôn nha. Sim ơi, chị đến cổng rồi. Ôi giời ơi. Đưa em đi. Đúng không? Tạm biệt em. Đi đây. Rồi, đùa thôi, đi em. Đùa thôi, đi. Đi đi em. Chị không muốn là chị chạy chạy bò một mình đâu. Ủa? Thì nó có đường sẵn mà. Ôi, ê, Sim ơi nhanh này, Sim ơi nhanh. Ủa là nó cũng không nhanh hả? Chị không biết luôn á. Đi thẳng đi trời, sao tại sao lại dừng lại? Qua thêm cho thêm một cái nữa xí. No, it can. Đây để chị thử bấm. Ủa? Lại. Không được, chị bấm lại không được. Để em sẽ ăn, để cho em ăn bánh mì đấy. Với em ăn bánh mì em chi trong khi em cũng cơm mà. Ai? Bò này có vẻ có những miếng lát bánh mì rất là tuyệt vời, nó rất là lạ kỳ đúng nữa rồi. Nè. Đó là những lát bánh mì ma thật chứ. Ê, Sim. Có người nè. Ê, đây là cái người đầu tiên mà chị thấy luôn á. Lần đầu tiên mà chị thấy có người ở trong đây nè. Hello người. Ê, như này đây là... Ê, khoan. Ê, cầm cái gì đó sẵn sàng. Ê, trời ơi, Sim ơi, uống cái gì vậy? Ê, cua, Sim. Sim ơi, Sim ơi, làm gì vậy? Sim, em làm cái gì vậy Sim? Ủa, Sim ơi, nhất là... Em không bảo thôi mà, em không bảo thôi mà. Khoan, như họ có không đuổi nữa sao? Hết đuổi rồi. Ủa, ông là sao hả? Ê, là không thấy mình nữa nè. Không thấy mình nữa, thôi mình chạy. Khoan, có giật... Ồ, có con gà luôn nè. Xì, đi luôn. Trời ơi, em định thấy bảo vệ ổng. Em đừng định nói gì với ổng nữa em. Em đừng định nói gì nữa ổng. Dạ, là ổng tính làm gỏi bọn mình luôn á em. Em tính làm gì với ổng vậy? Ôi, ổng làm gỏi tụi mình là đáng sợ. Cái này cũng đáng sợ nữa. Ok, xong rồi. Ok, có cần gạt này. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cần gạt vào và mở cửa. Yeah. Khoan, sao ổng ở đây đây vậy? Sao ổng ở đây đây vậy? Chị đâu mà? Ê, sắc quần, 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 sắc quần,
Đọc báo bị trai vậy? Nếu chị không nhầm á Sim ơi, nếu chị không nhầm thì ổng là kẻ mổ bò đúng không? Khoan Sim ơi, có gì đó sai sai á. Hả? Em có thấy cái đây là một cái quán ăn đúng không? Dạ, yeah, đây là quán pizza. Wow. Mình có pizza bò mà đúng không? Ê, có gì đó sai sai nha. Ê, tôi ở đây là chở để trở về bình thường chứ không phải là tôi ở đây để trở thành một con bò trên cái quả trên cái pizza nha. Lo cái gì vậy? Mà vấn đề quan trọng là từ từ khoan. Mình quay lại được. Ông đi cho ta, ông đi ra hay là ông vẫn còn, nói chung là bọn mình đã thoát được cái ổng mổ bò rồi, nhưng mà bọn mình đi lạc là quán pizza bò. Hay quá, tuyệt vời quá. Ông giao sĩ của mình phải lạc qua lên, tức là mình sao mình vô đây mình xin làm nhân viên kiểu không? Thật ra mình không phải con bò, mình là nhân viên giao pizza, nhưng mà mình cosplay thành hình con bò thôi. Mình shipper kiểu không? À đúng, trời ơi, em tôi thông minh quá mọi người, em tôi thông minh thật sự quá mọi người. Thế là thôi, dù gì thì bọn mình cũng đã vượt qua được cái nơi tăm tối này rồi, hạnh phúc quá. Thôi, và video của mình đến đây kết thúc rồi nè. Các bạn thấy bọn mình làm bò bắt cua suy nghĩ tất cả mọi thứ như thế nào thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nha. Và tiếp theo các bạn muốn Camui biến thành con gì không thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nha. Và hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye rất là nhiều, bye bye. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ tìm cách để có nhiều đồ ăn quá vậy cho xin nhớ coi. Nhiều quá vậy, cảm ơn nha, cảm ơn.